Mẫu này nhà em có mã là 8170 nha mấy chị ơi. Có chiều dài tầm 45 cm, khi mấy chị đội vào thì nó sẽ trên ngực, phần trên ngực của mình như thế này nha. Cái em đang sử dụng đây là màu nâu sô cô la, có màu sáng hơn là màu nâu vàng và tối hơn là màu đen nữa. Các chị yêu nào mình thích màu gì thì mình đặt hàng màu đó nha. Các em đang sử dụng là màu nâu sô cô la, còn đây là màu nâu vàng và còn đây là màu đen nha. Ai thích mẫu này thì comment giùm cho em là 8170 cộng 1 cùng với số điện thoại thì sẽ được nhà em gọi điện chốt đơn cho mấy chị nha. Tóc này được làm bằng sợi tơ nhân tạo cao cấp, nên mấy chị có thể vô tư chịu nhiệt giùm cho em, mình có thể duỗi hẳn ra được luôn, mình có thể bấm vòng chân tóc, mình có thể uống lại cũng đều được nha. Mình không thích xõa ra thế này, mình có thể ván tay thì em cũng vẫn được nha mấy chị ơi. Rất là đẹp luôn, đẹp đội mẫu này vào rất là trẻ trung luôn nha mấy chị ơi, rất là trẻ trung luôn, ai xài cũng được, người trẻ xài thì rất là dễ thương xinh xắn nha. Còn những người nào tầm trung tuổi đội vào đội màu này nè, màu sô cô la như thế này luôn thì rất là sang trọng nha mấy chị ơi. Mình không thích nó xoăn như thế này thì mình có thể dùng tay mình quấn lọn nó vào cũng vẫn được giùm cho em luôn nha. Mình có thể quấn lọn như vậy nó sẽ vô lọn luôn nha mấy chị nha, rất là đẹp. Ai thích mẫu này thì comment giùm cho em là 8170 cộng màu cộng với số điện thoại thì nhà em sẽ gọi điện chốt đơn cho mấy chị nha. Khi mua tóc viên đầu nhà em là mấy chị sẽ được tặng kèm một cái lưới trùm như thế này nha. Mình trùm hết tóc hiệu của mình lại giùm cho em, rồi đội tóc giả lên thôi à. Lưu ý giùm cho em là phần lưới to là nó sẽ nằm ở trên trán của mình như thế này nha. Phần lưới nhỏ thì mình cứ nhét hết tóc hiệu của mình vào và cột ở phía sau lại là được giùm cho em. Rất là dễ xài luôn phải không ạ? Mình kéo vào nha, mình kéo lên cho điều chỉnh cho nó vừa với cái vầng trán của mình là được nha. Đó, như vậy thôi nha. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành đội tóc giả lên. Tóc giả nhà em á, tóc nguyên đầu là ở bên trên nó sẽ có một cái lớp da đầu như thế này nè mấy chị thấy không? Y chang với đầu tóc hiệu của mình luôn. Bây giờ công nghệ nó rất là tinh vi nha mấy chị nha, rất là giống tóc hiệu của mình luôn nha. Còn chất tóc ở nhà em này mấy chị thấy không ạ? Em để gần cho mấy chị coi này, rất là bóng mượt luôn nha, rất là bóng mượt. Màu em đang cầm trên đây là màu nâu sô cô la nha mấy chị ơi. Màu nâu sô cô la đó mấy chị thường hay gọi là màu hạt dẻ. Muốn như dễ đổi hơn thì mình bẻ ngược cái tóc máy ra đằng sau giùm cho em nha, rồi mình đổi tóc giả lên là xong. Bộ này nhà em có mã là 7007 nha mấy chị ơi. Bộ này nhà em có mã là 7007. Các em đang sử dụng là màu nâu sô cô la nha. Tất cả những màu tóc giả nhà em đều có 3 màu, màu đen, màu nâu sô cô la và màu nâu vàng nữa nha. Ai thích màu nào thì mình comment màu đó giùm cho em đó mấy chị thấy không? Chất tóc này được phủ với công nghệ nano, chất tóc rất là bóng luôn. Tất cả những hình ảnh và clip là shop em quay tại shop hết luôn nên mấy chị cứ yên tâm về chất lượng. Ở trên hình như thế nào là ở ngoài đi vậy luôn giùm cho em nha. Rồi ai thích bộ này thì hãy comment giùm cho em là 7007 cộng màu cộng với số điện thoại thì nhà em sẽ gọi điện chốt đơn cho mấy chị nha. Nhớ giùm em là phải có số điện thoại thì em mới chốt đơn cho mấy chị nha. Mẫu này là mẫu mid cup nha, có mã là 3030. Mẫu này nhà em bán rất chạy luôn mấy chị ơi, bán cực kỳ chạy luôn, các chị em rất là thích bộ này luôn đó. Bởi vì sao mấy chị biết không, đội vào nó rất là đẹp, rất là trẻ trung luôn. Bên trong các tất cả các màu tóc nguyên đầu nhà em thì nó sẽ có đều có một cái tăng đơ như thế này đó, mấy chị có thể cài cái móc cài đây theo từng nấc mà mấy chị thích nha. Ai đầu to đầu nhỏ thì xài cũng được hết nha, ai đầu to đầu nhỏ thì xài cũng được hết nè mấy chị thấy không ạ? Nó có một cái sự co giãn rất là tốt luôn nha, nên là mấy chị đầu to đầu nhỏ thì mình không có sợ là mua về mình xài không có vừa nha mấy chị. Mẫu này nhà em có mã là 3030. Ai thích mẫu này thì comment giùm cho em là 3030 nha, cộng màu cộng với số điện thoại. Tất cả những màu tóc giả nhà em đều có 3 màu nha. Các em đang sử dụng trên đây là màu đen. Ngoài ra còn có màu nâu sô cô la và màu nâu vàng nữa nha. Ai thích mẫu này thì comment giùm cho em là 3030 cộng màu cộng với số điện thoại thì nhà em sẽ gọi điện chốt đơn cho mấy chị trong cái video ngày hôm nay nha. Mấy chị thấy đâu mà có đẹp không ạ? Có trẻ không ạ? Rất là đẹp luôn nha, rất là đẹp và rất là trẻ trung luôn. Còn bộ này vô lại mấy mình trẻ ra mấy tuổi là bình thường luôn lắm chị. Rất là đẹp nha, nhưng mà mấy chị thấy không? Tóc nhà em nè, chất tóc rất là bóng mượt luôn nha. Tóc rất là bóng mượt luôn. Mình có thể gọi chải bình thường, mình có thể vuốt tóc thoải mái luôn cho em nha. Bộ này nhà em có mã là 1804 nha mấy chị nha. Bộ này nhà em có mã là 1804, có chiều dài tầm 35 cm nha. Có chiều dài tầm 35 cm, rất là lý tưởng luôn mấy chị ơi. Ai cao, ai có dáng cao, dáng thấp gì mình xài vẫn được nha. Bộ này người trẻ xài rồi thì rất là trẻ trung luôn, rất là trẻ trung năng động. Còn người lớn tuổi thì xài vào rất là sang luôn nha mấy chị ơi, rất là đẹp nha. Màu này là màu nâu sô cô la nha, còn được mấy chị hay gọi là màu nâu hạt dẻ nữa ạ. Đó, mà em có màu sáng hơn là màu nâu vàng và màu tối hơn, là em có màu đen nữa nha. Ai thích mẫu này thì comment giùm cho em là 1804 cộng màu cộng với số điện thoại thì nhà em sẽ gọi điện chốt đơn cho mấy chị trên cái video ngày hôm nay nha. Rất là đẹp luôn mấy chị thấy không ạ? Rất là sang trọng luôn nha, rất là dễ thương. Đó. Mình không thích xài như thế này mình có thể ván tay giùm cho em vẫn được nha mấy chị nha. Rất là đẹp, rất là dễ thương nha. Ai thích bộ này thì comment giùm cho em là 1804 cộng màu cộng với số điện thoại thì nhà em sẽ gọi điện chốt đơn cho mấy chị trong cái video ngày hôm nay nha. Bộ này nhà em có mã là 1574 nha mấy chị ơi. Các em đang sử dụng đây là màu nâu vàng nha. Lên cái màu này lên rất là trắng da luôn nha mấy chị ơi, lên rất là tôn da của mình luôn nha. Đó, mẫu này nhà em có 3 màu. Các em đang sử dụng đây là màu nâu vàng nha. Ngoài ra có màu tối hơn là màu nâu sô cô la và màu đen nữa ạ. Ai thích bộ này thì hãy comment giùm cho em là 1574 nha. 1574 cộng màu cộng số điện thoại thì nhà em sẽ gọi điện chốt đơn cho mấy chị trong cái video ngày hôm nay nha. Mấy chị thấy không? Tóc này rất là đẹp luôn. Rất là đẹp nha. Mấy chị thấy cách tóc của nó không ạ? Rất là bóng mượt luôn nha mấy chị ơi. Ai thích bộ này thì hãy nhanh tay để lại cú pháp mã cộng màu cộng số điện thoại thì nhà em sẽ gọi điện chốt đơn cho mấy chị nhé.
lại là một siêu phẩm trong cái video ngày hôm nay nha mấy chị ơi. Bộ này nhà em có mã là 8102 nha. Các em đang sử dụng là màu nâu vàng và có màu nâu sô cô la nữa nha. Bộ này nhà em có hai màu, màu nâu vàng là như hình em đang đội đây ạ, và màu tối hơn là màu nâu sô cô la nữa. Ai thích bộ này thì hãy comment giùm cho em là 8102 cộng màu cộng với số điện thoại thì nhà em sẽ gọi điện chốt đơn cho mấy chị trong cái video ngày hôm nay nha. Rất là dịu dàng và nữ tính luôn. Ai thích bộ này thì hãy nhanh tay để lại đúng cú pháp để được nhà em gọi điện chốt đơn cho mấy chị nha. Bộ này nhà em có mã là 8174 nha mấy chị ơi. Đúng là một siêu phẩm luôn đó mấy chị. Rất là đẹp luôn nha. Đội bộ này lên rất là dễ thương luôn ạ. Các em đang sử dụng đây là màu nâu sô cô la nha. Có màu sáng hơn là màu nâu vàng nữa ạ. Mẫu này nhà em có hai màu nha, màu sô cô la và màu nâu vàng. Các em đang sử dụng đây là màu nâu sô cô la nha. Ai thích bộ này thì comment giùm cho em là 8174 cộng màu cộng với số điện thoại thì em sẽ gọi điện chốt đơn cho mấy chị trong cái video ngày hôm nay nha. Quá xuất sắc luôn phải không mấy chị ơi? Bộ này nhà em có chiều dài là 60cm nha. Có mã là 8136, các em đang sử dụng đây là màu nâu sô-cô-la nha. Ngoài ra còn có màu nâu vàng và màu đen nữa ạ. Các chị em nào yêu thích bộ này thì hãy comment giùm cho em là 8136 cộng màu cộng số điện thoại thì nhà em sẽ gọi điện chốt đơn cho mấy chị trong cái video ngày hôm nay nha. Những chị em nào mà tóc ít, tóc ngắn, tóc mỏng, mình muốn thay đổi kiểu tóc, cái tóc mình dài hơn nè, hoặc là tóc mình xù, tóc mình thẳng thì mình có thể chọn ngay cho mình một kiểu tóc mà mình thích trong ngày hôm nay và comment giùm cho em đúng cú pháp mã cộng màu cộng với số điện thoại thì nhà em sẽ chốt đơn cho mấy chị trong cái video ngày hôm nay.